Chào các bạn, như chúng ta đã biết thì hầu hết các cái dòng máy chiếu Sony hiện nay gần như 100% là các cái dòng máy phổ thông là đều có cái màu trắng. Tuy nhiên hôm nay thì tôi lại giới thiệu với các bạn một hàng khá độc và lạ. Hàng này có thể là các bạn chưa từng gặp bao giờ. Đó cũng là một cái máy có thiết kế phổ thông thôi, dành riêng cho văn phòng và các cái lớp học có diện tích vừa và nhỏ. Mẫu máy Sony VPL BW5. Nghe cái tên có vẻ khá sang trọng, BW thì giống như là kiểu là xe BW của Đức á. Nhưng mà cái mẫu này thì nó cũng thiết kế khá lâu rồi, tầm khoảng hơn 10 năm trở lại đây rồi. BW5 này có cường độ sáng là 2500 lumen, sử dụng bóng UHP 200W. Dòng này có kết nối cũng khá là đầy đủ, computer, video và đặc biệt là có chơi luôn cái cổng HDMI. Cách đây gần 10 năm, trên dưới 10 năm mà có HDMI là cũng khá là sang rồi đó. Nếu mà tôi đoán thì thời điểm con này nó mua thì khoảng trên 20 triệu, cách đây khoảng hơn trên dưới 10 năm thì trên 20 triệu là khá là lớn. Kích thước thì cũng khá nhỏ gọn thôi. Kích thước khá nhỏ gọn và cường độ sáng, độ phân giải các bạn biết rồi. Có độ phân giải con này là độ phân giải HD 1280. BW mà viết tắt, BW là viết tắt của chữ YXGA các bạn nhé. Các bạn lưu ý luôn là hầu hết các cái dòng máy chiếu mà có cái từ VW trong cái tên gọi của nó thì phần lớn là có độ phân giải từ HD trở lên. Một số thì có độ phân giải Full HD, tuy nhiên thì nó không có nhiều mà phần lớn là HD thôi. Để chúng ta dễ dàng phân biệt thì nhà sản xuất thường họ đặt tên làm sao để cho chúng ta dễ nhớ, dễ phân biệt được. Dòng này vẫn sử dụng cái bóng đèn halogen, do đó thời gian khởi động máy thì nó cũng mất của chúng ta khoảng 20 đến 30 giây nha các bạn. Hầu hết các cái dòng máy sử dụng bóng đèn halogen đều và có thời gian khởi động trung bình là 20 đến 30 giây chứ không riêng gì cái dòng máy này nha các bạn. Ở cơ bản thì dòng này nó vẫn sử dụng cái công nghệ 3 LCD. Là tức là cái bộ phận xử lý hình ảnh là nó được cấu thành bởi 3 cái tấm LCD. Đây là cái menu của nó này các bạn. Chúng ta có thể kiểm tra các cái thông tin liên quan đến chất lượng hình ảnh này. Tôi chọn tín hiệu vào, tôi đang khởi động lại cái máy tính. Ưu điểm chung của các cái dòng máy công nghệ 3LCD là hình ảnh nó thể hiện được cái gam màu nó tự nhiên và sinh động. Và cái cường độ sáng màu thì nó cũng khá là sát với lại cường độ sáng trắng. Thì các bạn, nếu mà chúng ta chuyên về máy chiếu thì chúng ta chắc chắn chúng ta biết là một cái thông số về cái cường độ sáng của bóng đèn, cường độ sáng của máy chiếu bao giờ nhà sản xuất người ta cũng công bố là cái cường độ sáng trắng, tức là cường độ sáng trắng bao giờ nó đạt cao hơn so với cường độ sáng màu. Ví dụ một cái máy chiếu mà cường độ sáng trắng nó đạt 10 thì cường độ sáng màu nó chỉ đạt dao động khoảng từ 5 tới 7-8 thôi, tối đa là khoảng 7-8 thôi. Cái cường độ sáng trắng và màu không bao giờ nó bằng nhau được. Cường độ sáng trắng là cường độ sáng tối đa, mà một cái bóng đèn theo cái máy chiếu có thể đạt được khi chúng ta chỉnh ở mức gần như tối đa. Cường độ sáng màu là cường độ sáng mà khi chúng ta chỉnh ở cái mức độ trung bình hoặc là trên dưới trung bình một chút xíu nhưng nó vẫn đảm bảo được cái độ nét cũng như là cái độ chân thực của hình ảnh nhất đối với cái tương đương với cái cấu hình máy đó thì gọi là cường độ sáng màu. Cho nên nếu mà chúng ta chuyên hoặc là chúng ta am hiểu về máy chiếu một chút thì chúng ta quan tâm nhiều đến cái cường độ sáng màu hơn là cường độ sáng trắng. Cái PC của tôi nó bị treo rồi. Tôi kết nối của cái laptop nha các bạn.
xin lỗi để các bạn chờ hơi lâu, nhưng mà thực ra cái bài review của tôi là bài review thực tế. Em chuyển cái nền nó sang nền xanh thay vì nền đen giùm anh ấy. Review thực tế, do đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự đánh giá của tôi là nó sẽ mang tính khách quan hơn là thêm mắm muối. Ở đây không có gì là thêm mắm muối cả. Đây là cái hình ảnh trình chiếu lên nha các bạn. Các bạn thấy được cái video nó khá là tự nhiên, khá là đẹp, màu sắc tươi, đẹp, ok đúng không ạ? Như vậy thì đối với một cái máy chiếu cũ mà chúng ta đi mua thì chúng ta quan tâm nhất là những cái điều gì? Quan tâm nhất là ở chỗ là cái máy đó nó phải đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Đừng có ham rẻ quá. Đôi khi chúng ta ham rẻ quá mà chúng ta bỏ qua cái yếu tố nó có đáp ứng tốt nhu cầu chúng ta hay không, thì đó lại là một cái vấn đề mà chúng ta hay gặp trục trặc về vấn đề sau này. Nó rẻ quá thì thường tiền nào của đó thôi. Nếu mà chúng ta mua đồ rẻ quá thì có thể nó không tốt hoặc nó đáp ứng không tốt. Yếu tố tiếp theo đó là cái uy tín của cái công ty cung cấp cái sản phẩm cho các bạn. Họ có uy tín, họ có cung cấp cho chúng ta cái bảo hành nghiêm túc hay không, có hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng và sửa chữa sau này hay không. Đó cũng là những yếu tố mà các bạn nên cân nhắc. Đối với một cái máy Sony mà chất lượng cỡ này thì giá thành của nó dao động cỡ khoảng từ 5 tới 6 triệu đồng là chúng ta có thể mua được. Cái chế độ bảo hành thì dao động khoảng từ 3 tới 6 tháng là chúng ta có thể áp dụng được. Nó bền hay không là phần lớn là do cách chúng ta sử dụng và bảo quản là phần lớn. Còn một cái máy mà nó lỗi thì chúng ta sử dụng chỉ cần 1 đến 2 lần là nó sẽ phát sinh lỗi liền, là chúng ta biết ngay. Còn nếu nó đã sử dụng ok thì tầm cỡ khoảng từ trên dưới 1 tuần trở lên các bạn sử dụng thấy liên tục thấy ok, là chất lượng ok. Như vậy hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái mẫu máy chiếu Sony BVLOOP 5, cái mẫu máy chiếu chuẩn HD, độ phân giải 2500 lumen, tuổi sáng là 2500 lumen, và tuổi thọ con này có thể đạt tối đa là trung bình là khoảng 5000 giờ. Các cái dòng máy chiếu cũ khác được chúng tôi cung cấp trên trang web máy chiếu cũ.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm video về sản phẩm này.